Thưa quý vị, Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện có 16 đại tướng, trong đó chỉ có duy nhất một vị tướng trăm tuổi còn sống. Ông cũng là vị tướng duy nhất trong số 16 người đến từ vùng đất Hưng Yên. Người được nhắc đến ở đây chính là Đại tướng Nguyễn Quyết, sinh năm 1922, quê ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đại tướng Nguyễn Quyết có sự nghiệp vô cùng rực rỡ, trải qua nhiều cương vị cho đến khi thôi công tác ở tuổi 70. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ thứ 20, đây là vị tướng ghi dấu ấn, đóng góp quan trọng cho hầu hết các giai đoạn đặc biệt. Ông được đánh giá là vị tướng đức độ, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiểu sử và quá trình tham gia hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Quyết. Ngay từ nhỏ, Đại tướng Nguyễn Quyết, tên khai sinh là Nguyễn Tiên Văn, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1922, trong một gia đình nông dân đông con ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã được đánh giá là một người thông minh, điềm đạm, chăm chỉ. Năm 15 tuổi, đồng chí Nguyễn Quyết khi đó rời quê ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để lên Hà Nội lập nghiệp. Công việc đầu tiên của ông là làm thư ký kiêm phát hành báo cho báo Đức Tuệ của Trung tâm Phật giáo Bắc Kỳ, có trụ sở tại chùa Quán Sứ. Đây cũng là cơ hội để tướng Quyết được gặp gỡ và tiếp xúc nhiều tầng lớp khác nhau để dần giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng ở Hà Nội. Năm 1940, đồng chí Nguyễn Quyết được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 18 tuổi. Một trong những dấu ấn đặc sắc của đồng chí Nguyễn Quyết là dùng triết lý nhà Phật để tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng vào phong trào công nhân một cách dễ hiểu nhất. Từ hoạt động thực tiễn, ông sớm trở thành người cộng sản và bị bọn mật thám phát hiện đưa vào sổ đen để theo dõi. Vì vậy, năm 1939, Đảng đã cử ông trở về Hưng Yên để tránh bị lộ và xây dựng phong trào cách mạng. Cùng với các đồng chí của mình, ông đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở quê nhà, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong những năm 1939-1941. Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, từ giữa năm 1941, ông được Sứ ủy Bắc Kỳ phân công về Hà Nội tiếp tục hoạt động với nhiệm vụ xây dựng căn cứ cách mạng ở ngoại thành Hà Nội và phụ trách công tác công vận, vận động công nhân. Lăn lộn trong phong trào, trực tiếp gắn bó với cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với quần chúng, Nguyễn Quyết đã cùng các đồng chí của mình khôn khéo hoạt động, nhiều phen thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù, khó khăn dần dần được khắc phục. Các cơ sở cách mạng hoạt động trở lại, phong trào quần chúng ngày càng phát triển. Ông đã tập hợp được nhiều quần chúng tốt, nhờ đó nhiều chi bộ thuộc ban công vận của thành ủy ra đời. Do gần gũi, giản dị và chân thành, ông được các cơ sở quần chúng trung kiên có cảm tình, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ cách mạng, nên đã phát huy và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm xây dựng chi bộ ghép, dưỡng phú tiên cầu ở Hưng Yên vào xây dựng cơ sở đảng ở các xã ngoại thành Hà Nội. Đồng chí đã chủ trì, bồi dưỡng và kết nạp được gần 20 đảng viên lớp Hoàng Văn Thụ, làm nòng cốt, gây dựng phong trào cách mạng và phát triển đảng trong công nhân và sinh viên ở Hà Nội, chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Với sự hiểu biết sâu rộng và năng lực chỉ huy quyết đoán, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội đã phân công đồng chí Nguyễn Quyết phụ trách công tác quân sự. Đây là công tác quan trọng để chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Đại tướng Nguyễn Quyết, người đã ra quyết định lịch sử lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền ở thủ đô Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945, đánh đổ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng. Tháng 11 năm 1944, Đảng và Bác Hồ chỉ định đồng chí Nguyễn Quyết làm bí thư Thành ủy Hà Nội thay đồng chí Lê Quang Đạo đi nhận công tác khác, trở thành người đứng đầu ban lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, trực tiếp phụ trách công tác quân sự. Ông đã cùng các đồng chí trong Thành ủy vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp tổ chức, xây dựng, huấn luyện và tìm nguồn vũ khí, trang bị quân sự cho các đội tự vệ vũ trang công nông một cách khôn khéo ngay trước mũi quân thủ. Đó là thời kỳ một ngày bằng 20 năm, sục sôi không khí chuẩn bị mọi mặt cho công cuộc cách mạng đổi rời, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật và mở mặt trận phía Đông, giao tranh với quân đội của Nhật Hoàng. Trước tình thế ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiên đoán chủ nghĩa phát xít nhất định sẽ bị tiêu diệt. Phát xít Nhật sẽ nhanh chóng bị thất bại trước sự tiến công như vũ bão của quân đội Xô Viết và các nước đồng minh. Đây là thời cơ để nhân dân ta giành lại độc lập. Nắm chắc sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ và hào hứng thực hiện thư kêu gọi khởi nghĩa của Bác Hồ ngày 15 tháng 8 năm 1945 tại chùa Hà, Dịch Vọng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết đã triệu tập hội nghị quân sự bất thường với chỉ huy các đội tự vệ để kiểm tra và thống nhất lực lượng, phân công chuẩn bị khởi nghĩa. Sau nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi về thời cơ, phương thức, lực lượng khởi nghĩa, hội nghị quyết định phải tổ chức một đợt hoạt động nhanh nhưng thật mạnh mẽ để tập hợp lực lượng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia và thăm dò thái độ của quân phát xít Nhật. Nhận thấy thái độ của Nhật án binh bất động, cố thủ trong doanh trại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết đã triệu tập hội nghị ngay trong đêm 17 tháng 8 năm 1945 để đề ra một quyết định lịch sử.
Hà Nội tiến hành khởi nghĩa vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, đánh đổ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Lực lượng chủ yếu là quần chúng cách mạng, có lực lượng quân sự làm nòng cốt, hỗ trợ đắc lực. Hà Nội khởi nghĩa bằng lực lượng tại chỗ, không chờ quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc về. Sau này nhớ lại, Đại tướng Nguyễn Quyết cho rằng đó là một quyết định táo bạo chỉ trong vài giờ, nhưng đã được chuẩn bị nhiều năm, được cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng. Vì nếu không giành được thắng lợi thì người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Với 23 tuổi đời, 5 năm tuổi đảng, nhưng đồng chí đã dày dặn kinh nghiệm lãnh đạo phong trào cách mạng, nên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết tin đó là một quyết định sáng suốt, rất kịp thời của ông và của cả một tập thể lãnh đạo. Hà Nội đã khởi nghĩa theo đúng kế hoạch và giành thắng lợi trọn vẹn, không đổ máu, trở thành niềm tin, sức mạnh, sự cổ vũ lớn lao đối với các địa phương chưa khởi nghĩa trong toàn quốc, nhất là các thành phố lớn Huế, Sài Gòn. Thắng lợi của Hà Nội trong khởi nghĩa giành chính quyền đã góp phần quan trọng, đúc kết, khái quát nên bài học kinh nghiệm sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, nhất là về phân hóa kẻ thù, nắm bắt và tận dụng thời cơ, kịp thời ra quyết định khởi nghĩa. Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá cuộc khởi nghĩa đó như mở đường cho cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Dấu ấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết thể hiện sâu sắc ở quyết định táo bạo này. Năm ấy, Đại tướng Nguyễn Quyết mới chỉ 23 tuổi. Đại tướng Nguyễn Quyết hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp của người cộng sản, chí dũng, nhân tín, liêm trung. Hà Nội khởi nghĩa giành thắng lợi năm 1945 cũng là minh chứng giải thích rõ tại sao đồng chí Nguyễn Quyết mới 23 tuổi đời, 5 năm tuổi đảng đã được Đảng, Bác Hồ tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Hà Nội, một thành phố lớn. Sau đó, đồng chí Nguyễn Quyết được Đảng, Bác Hồ cử Nam Tiến làm chủ nhiệm chính trị Liên khu 5, chính ủy kiêm tư lệnh quân khu 3, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó trở thành đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, ủy viên Ban Bí thư khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 4, 7, 8. Đại tướng Nguyễn Quyết hội tụ đầy đủ những phẩm chất đạo đức cao đẹp của người cộng sản kiên trung, là vị tướng tài năng, đức độ và mưu lược, giỏi về quân sự, vững vàng, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, là tấm gương sáng về vượt khó vươn lên, một lòng vì nước vì dân. Ông trở thành một vị tướng quân đội, một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người con ưu tú của Hưng Yên, có đầy đủ chí dũng, nhân tín, liêm trung cho các thế hệ cách mạng hôm nay và mai sau học tập noi theo. Chiến tranh đã lùi xa, Đại tướng Nguyễn Quyết cũng đã về hưu mấy chục năm, thế nhưng dấu ấn của ông vẫn luôn còn đó. Nay đã 102 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng, Đại tướng Nguyễn Quyết vẫn rất minh mẫn. Tính đến hiện tại, Đại tướng Nguyễn Quyết không chỉ là đại tướng trăm tuổi duy nhất còn sống, mà còn là nguyên phó chủ tịch nước lớn tuổi nhất lịch sử Việt Nam.